Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị phi tang với cách thức vô cùng man dợ trên sông Hồng gây ám ảnh dư luận những ngày vừa qua. Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những tin đồn xoay quanh vụ việc, trong đó có thông tin hung thủ có tinh thần không bình thường khi sát hại nạn nhân. Công an thành phố Hà Nội đã có những thông tin chính thức liên quan đến vụ việc. Chiều 16 tháng 10 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án mạng nghiêm trọng ở sông Hồng xảy ra trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện công an thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức về nguyên nhân, quá trình gây án và quá trình truy bắt hung thủ. Kết quả điều tra ban đầu xác định Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, nơi thường trú tại phòng 5A8A, tòa S2, khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội và nạn nhân HIN có mối quan hệ từ đầu năm 2023. Bước đầu, Khanh khai có cho nợ vay 50 triệu đồng và đòi nhiều lần nhưng nợ chưa trả. Tối ngày 10 tháng 10, Khanh đón chị N ở sân bóng thôn Giang Cao, rồi cùng nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, Khanh và chị N về căn hộ của Khanh ở Vinhome Ocean Park. Tại đây, giữa Khanh và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn liên quan đến khoản nợ khanh dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ sau khi sát hại nạn nhân khanh kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh ra tay tàn độc và cho vào thùng xốp màu trắng rồi thuê xe taxi mang ra sông hồng phi tang xong xuôi đối tượng về quê thái bình lẩn trốn và bị bắt tại nhà riêng tại hội nghị phóng viên đã đặt câu hỏi về việc có đồng phạm trong vụ án này hay không thiếu tướng nguyễn thanh tùng cho biết tài liệu thu thập được cũng như lời khai của đối tượng khanh chưa thể hiện việc có người giúp sức Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ có hay không những hành vi khác của hung thủ. Về sức khỏe của hung thủ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết sức khỏe của đối tượng cơ bản đã ổn định. Một vài ngày tới, cơ quan công an sẽ đưa đối tượng về trại tạm giam và điều tra triệt để vụ án. Về việc có thông tin cho rằng đối tượng chơi ma túy, ngáo đá, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định không có chuyện đối tượng thường xuyên bay lắc ở khu vực chung cư đối tượng ở. Cơ quan công an đã điều tra rất kỹ chi tiết này. Đối tượng không ngáo đá, không nghiện ma túy, chưa có tiền án tiền sự. Theo phó giám đốc công an Hà Nội, Khanh đã có vợ con nhưng không ở cùng với đối tượng. Bị can có quan hệ thân thiết với nạn nhân từ đầu năm 2023. Việc Khanh có quan hệ tình cảm với nạn nhân hay không vẫn đang được xác minh bởi nạn nhân đã qua đời và Khanh khai chỉ quan hệ thân thiết. Về thông tin nạn nhân có phải là Á Khôi hay không, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh. Chỉ nghe thông tin trên mạng xã hội vì theo hồ sơ thì có sự sai lệch về năm sinh. Tại buổi thông tin báo chí, nhiều đơn vị cá nhân có thành tích triệt phá vụ án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và giám đốc công an thành phố Hà Nội tặng bằng khen và giấy khen. Vụ án cô gái trẻ ở Hà Nội bị sát hại dã man ở sông Hồng không chỉ gây rúng động thành phố mà còn khiến cho người dân thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình bàng hoàng. Đây là nơi nghi phạm Tạ Duy Khanh 38 tuổi lẩn trốn và bị bắt giữ sau khi gây án. Cũng là nơi Khanh sinh ra và lớn lên. Công an xã Hồng Thái cho biết nghi phạm Tạ Duy Khanh đã cắt khẩu và chuyển lên Gia Lâm Hà Nội từ lâu. Nghi phạm chưa có tiền án tiền sự, không phải là đối tượng đặc biệt bị quan tâm trên địa bàn. Ông Trần Mạnh Hùng, trưởng thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái cho biết, Tạ Duy Khanh sinh ra và lớn lên ở thôn Nam Hòa, sau đấy lên Hà Nội làm ăn. Khanh đã lập gia đình, vợ là người địa phương và đã có hai con. Theo lời kể của ông Hùng, tối hôm khanh bị bắt, tôi được gọi đến chứng kiến. Khi biết tin khanh là nghi phạm ở trên Hà Nội, nhiều người trong thôn đều bàng hoàng, thậm chí chú ruột khanh còn nằm ngất lịm. Vì trưởng thôn cho biết ngôi nhà nơi khanh bị bắt là nhà bố mẹ khanh, cả gia đình đều lên Hà Nội làm kinh tế từ lâu nên nhà lúc nào cũng khóa cửa. Ông TZR hàng xóm và có họ hàng với nghi can Tạ Duy khanh chia sẻ: khi lực lượng công an đến tôi mới biết là khanh ở trong nhà. Mọi lần người trong gia đình nhà Khanh về nhà, chúng tôi đều biết, nhưng lần này không ai hay biết gì. Ông R nói thêm rằng, nhiều người dân sống xung quanh rất bất ngờ khi biết Khanh là nghi phạm của một vụ án mạng. Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội bày tỏ quan điểm. Đây là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của đối tượng rất tàn nhẫn, man dợ. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết, chứng cứ tại hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ các vấn đề liên quan. Với kết quả xác minh ban đầu như trên, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản, thì sẽ xử lý thêm đối tượng này về tội cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân, thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt, theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự với những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách côn đồ, manh động, phạm tội đến cùng, phạm nhiều tội gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Hình phạt không chỉ hướng đến mục đích cải tạo, giáo dục đối với người phạm tội mà còn để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Từ vụ án trên và trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ giết người phi tang xác khiến dư luận đặt câu hỏi nguyên nhân sâu xa của các vụ án mạng và giải pháp nào để ngăn chặn các vụ án tương tự xảy ra. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, vụ án vừa xảy ra với Áo Khôi HIN là vụ án gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của nghi phạm rất tàn nhẫn man dợ. Hành vi không chỉ sát hại nạn nhân là cô gái còn quá trẻ mà đối tượng này còn xâm phạm thi thể nạn nhân. Do đó, nghi phạm có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, đây không phải vụ án cá biệt. Ở Việt Nam từng xảy ra những vụ án hình sự về tội giết người phi tang ngoài các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là những đối tượng côn đồ manh động coi thường pháp luật những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thực hiện hành vi giết người để hiếp dâm cướp tài sản cũng có những đối tượng thực hiện hành vi giết người là trí thức là doanh nhân thậm chí là những người có hiểu biết có địa vị trong xã hội điều này cho thấy trong xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho con người hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác có thể diễn ra bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai sau vụ án nguyễn đức nghĩa gây rúng động dư luận cách đây vài năm đây tiếp tục là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng hành vi của đối tượng là rất tàn nhẫn manh động liều lĩnh coi thường pháp luật điều đáng chú ý trong vụ án này là nạn nhân còn rất trẻ xinh đẹp tương lai còn đang rộng mở phía trước cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc. Nếu vì yêu đương, ghen tuông, ích kỷ thì hành vi sẽ được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên đối tượng phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Mỗi vụ án hình sự lại có những nguyên nhân trực tiếp khác nhau. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa thường xuất phát từ vấn đề giáo dục nhân cách của đối tượng gây án. Các đối tượng gây án thường là côn đồ, manh động, có ý thức, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác chỉ cần không thỏa mãn mong muốn không đạt được nhu cầu mục đích là có thể ra tay sát hại người khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân ngoài ra còn có những đối tượng giết người chưa từng có tiền án tiền sự thậm chí sống trong những gia đình có giáo dục đối tượng là người có học thức những đối tượng này thường được nuông chiều muốn gì được đó lâu dần thành thói ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc mong muốn quyền lợi của bản thân mà xem nhẹ xem thường quyền lợi của người khác khi quyền lợi mong muốn nhu cầu của mình không được đáp ứng thì sẵn sàng xâm phạm đến thân thể, đến lợi ích người khác để đạt được mục đích. Đây là những đối tượng có trình độ học thức, có văn hóa nhưng lại là những đối tượng khuyết tật về nhân cách và có thể gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Những đối tượng thường xuyên sống trong cảnh gia đình bạo hành bạo lực, thường xuyên xem những bộ phim bạo lực, tiếp cận với những văn hóa thiếu lành mạnh thì cũng có thể trở thành đối tượng có phát triển nhân cách lệch lạc, rất dễ thực hiện hành vi phạm tội ngoài ra những đối tượng thực hiện hành vi giết người do tác động bởi rượu bia kích thích nên không làm chủ được bản thân hoặc do ghen tuông mù quáng thiếu kỹ năng sống nên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội bởi vậy, để giảm thiểu những vụ án hình sự xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của công dân thì cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả hơn nữa để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người khác. Chỉ khi văn hóa được đề cao, ý thức tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác ý thức tôn trọng pháp luật được đề cao, các giải pháp phòng ngừa tội phạm được thực hiện có hiệu quả thì những vụ án mạng mới giảm đi. Chiều ngày 16 tháng 10, lực lượng chức năng đã thông tin thêm về vụ án. Theo đó, qua mối quan hệ, Tạ Duy Khanh có quen biết với HIN. Ngày 10 tháng 10, Khanh đưa N về nhà tại trung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, Khanh đã ra tay sát hại dã man nạn nhân và cho vào thùng xốp đã chuẩn bị từ trước đó thùng xốp đựng thi thể nạn nhân được khanh dùng băng dính dán kín nhiều lớp sau khi sát hại nạn nhân xong đối tượng dọn dẹp hiện trường và gọi taxi đến khi lái xe taxi đến khanh lấy lý do gọi taxi lên nhà cùng y bê thùng xốp bên trong đựng thi thể của nạn nhân xuống xe thấy thùng xốp nặng lái xe có hỏi bên trong đựng gì thì khanh đáp đựng đồ lặt vặt khanh yêu cầu lái xe taxi trở đi lòng vòng qua nhiều điểm tuyến phố trước khi đến khu vực địa phận thôn hai giang cao bát tràng huyện gia lâm tại đây khanh bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân xuống xe và phi tăng ở khu vực sông hồng gần đó rồi bỏ về nhà sau đó để đảm bảo an toàn khanh còn mua xi măng ra lại khu vực đã phi tăng xác nạn nhân để trôn một phần thi thể bị hại một số phần thi thể của nạn nhân đã bị trôi đi quanh đó nên người dân sau đó đã phát hiện và trình báo cơ quan công an ngay sau khi nhận được thông tin người dân trình báo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Chỉ ít giờ điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được hiện trường chính của vụ án là căn hộ của Khanh trong khu trung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm và khẩn trương truy bắt hung thủ. Khanh sau khi sát hại nạn nhân ở căn hộ đã nhanh chóng đi xe khách về căn nhà của mình ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, Thái Bình để lần trốn. Quá trình truy tìm, bắt giữ đối tượng, phòng cảnh sát hình sự phát hiện Khanh lần trốn dưới gầm giường. Khi lực lượng công an ập vào, lật giường lên, Khanh nằm dưới gầm giường, dùng dao tự làm mình bị thương nhưng bị ngăn chặn và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng theo nguồn tin, nạn nhân có tham gia một cuộc thi sắc đẹp, nhưng cuộc thi này do một công ty tư nhân đứng ra tổ chức và chưa xin phép cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra hoàn tất vụ án. Những tình tiết mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.